Đây như là nguyên cả con kiến hay sao nhá? Gì đấy em? Dạ, đây là mối trứng kiến anh ạ. Trứng kiến à? Dạ, nhưng mà kiến. Anh bảo này, anh thấy hình như là có cả con kiến hay sao? Dạ đúng rồi đấy anh ạ. Cái này nó còn chín bằng nhiệt ép đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Đây chín cái kiểu này thì là bên trong nó mọng nước các bạn nhá. Đấy, anh ấy cắt ra kìa, đầy nước luôn. Cái này là lòng lòng đầu lòng non, lòng gan đúng không? Đây miếng gan này. Đây là gan. Phổi, đây là phổi. Mềm này. Quay này là mấy đồng em? 17 đồng anh ạ. 17 đồng à? Thế còn bắp ngô thì bao nhiêu? Bắp ngô 13 đồng. Dạ. Yeah. Mùa đây ẩm nhỉ? Kiểu đang đi thời tiết nó hơi rét các bạn ạ. Xong ngồi ra đây ngồi bên cạnh cái bếp than hồng này cảm thấy nó ấm lắm. Đấy, đợt này thì thời tiết lạnh rồi thì các bạn thấy là mình cũng có mấy cái cảnh mà quay những cái người mà người ta bán bắp ngô vỉa hè. Đấy, vì thời tiết lạnh mà nhiều người thì cũng thích ăn ngô nướng gọi là khoai nướng. Đấy, thì hôm nay mình cũng đang ngồi đây để chờ anh em mình ra đây để mấy anh em hẹn nhau đi làm một bữa tất niên mà. Thì nhân cái dịp đầu năm mới này thì quyết định làm một bữa. Bởi vì là để gần đến Tết thì lúc đấy là mỗi người sẽ có rất là nhiều việc mà có khi là không hẹn được nhau. Hôm nay thì ngày đẹp, giờ đẹp, nói chung là hẹn nhau lên cái đường Võ Thị Sáu này để ăn. Trên này thì có nhiều quán lắm các bạn ạ. Trong những năm gần đây thì cũng nhiều quán người ta mở ra, đồng thời cũng có nhiều quán thì người ta lại đóng ấy. Do là Covid, cái đợt Covid này cũng nhiều quán đóng lắm. Thì ở đây nó có cái quán Châu cũng gần như là lớn nhất cái khu vực Hai Bà Trưng ở đây. Mà nói chung là nhìn nó cũng khá là e ho ấy. Thì mấy anh em mình quyết định là hẹn nhau ở đây để ăn. Bây giờ đang chờ nhà anh Cường đến với cả vợ con mình đến. Thì trong cái bữa ngày hôm nay ấy, thì mình cũng nhân tiện luôn để lần trước mình có đi quay là bò dắt vàng. Thế là vợ mình với cả con cả nhà mình muốn là lúc nào đấy thì cũng mình dẫn đi để ăn cái món dắt vàng xem nó thế nào. Đấy thì tiện hôm nay thì ở đây cái quán Châu này người ta cũng là cái quán to, người ta cũng có cái món đấy thì mình vào đây mình cũng để khao vợ con luôn. Thôi ăn miếng khoai chị Liên, chờ thêm lan nhà em nữa. Đây ngồi đây. Ngồi đây cho ấm này. Xem khoai kìa. Đâu xem để ở trong công viên. Sao vào trong rồi? Ừ, xem để trong công viên rồi. Đây quán này, to, quán Châu to. Trông ngon quá chứ không phải Châu ngon quá. Trông ngon quá. Đặt này là nhiều người nhầm đấy đúng không? Hello anh. Châu này đông mà. Đông. Châu này đông. Muộn thế. Nó ở đây quán này đông mà. Hẹn nhau 6 rưỡi mà bây giờ tận 7 giờ kém mới ra. Chậm mất mười mấy phút rồi. Anh ăn đây, ăn quay này chị lên đây. Đây ăn quay đi. Chờ nhà em nữa, nhà em đang đến. Ok, Châu ơi, ở cái phố qua với cả sân cái chỗ có phải vừa ló bây chỗ Triệu Thị Thương cũng là vừa ló đúng không? Không, khác nhau. Quán này là quá. Đây là quá. Quán. Đây là quá. Đây là quá. Đây bị rơi mất. Đây là quá là quá đà ấy. Em ăn rồi. Sơn ăn rồi. Quá quá. Hôm nay tân niên mình ăn món Châu này là chuẩn rồi. Đây rồi, đây rồi. Con gái bố đến rồi. Đây. Hôm nay này ăn Châu con nhá. Đâu có anh Cường đâu. Đây anh Cường anh đang đây, anh ra đây. Ở đây thì hôm nay mình đi ô tô thì sẽ phải để trong công viên tuổi trẻ ở đầu kia các bạn ạ. Chỉ cách đây khoảng tầm 50m thôi. Thì mình rẽ sang phía bên tay trái này thì trong đấy rộng lắm. Các bạn để ô tô thoải mái luôn. Ờ, chào. Ui, đây cái bình to nhỉ. Anh có bình đã đặt bằng trước chưa ạ? Anh đặt rồi. Bình này là bình rượu của em? Dạ vâng, bình ngâm rượu đấy ạ. Ờ, anh Khoa. Dạ vâng, anh Khoa. Anh... Quán này rộng nhỉ? Quán này không biết mở lâu chưa? Cũng lâu lâu rồi. Nhưng mà không lâu quá đâu, nó khoảng tầm mấy năm. Ừ. Đây cả nhà, con gái ngồi vào đây. Mình ngồi đây đủ không? Ờ. Hay là khoảng bao nhiêu người anh nhỉ? Ờ, chỗ này thôi, chỗ này. 2 4 6 7 người. Em cho anh một cái ghế nữa. Cho anh một cái ghế nữa. Quán ở đây thì rất là rộng các bạn ạ. À, nhà hàng mình là mở như là trước cái đợt Covid đúng không em? Ừ. Đến đây là gần 4 năm rồi ạ. Ừ. Trước là mình nhớ là ở đầu này cũng có một quán Châu ấy, nhưng mà bây giờ quán Châu đấy thì người ta cũng nghỉ. Hình như người ta cũng nghỉ lâu rồi đúng không em? Họ chuyển đổi mô hình. Chuyển đổi mô hình. Bán thêm cả gà. À, thế thì không mấy đâu.
Đây. Thế thì có một ghế ngồi lui ra kia đi, để chỗ này làm chỗ quay. Tiện mình quay mình chia sẻ luôn cho các bạn luôn. Thì quán trâu ở đây thì cũng là gần như là một trong những quán trâu mà to nhất quận Hai Bà Trưng đấy. Mà nó cũng gần nhà mình. Nhà mình từ nhà mình mà ra đây thì khoảng tầm 6 cây thôi. Mình ở đâu anh? Anh ở Thủy Linh. Thủy Linh thì gần mà. Điện thoại mới bố không mang đi. Bảo em giới thiệu cho em có món gì qua này. Đây. Đây nhà mình là có trâu rát vàng đúng không? Ừ, đấy. Đây Quỳnh Anh hôm nay có món trâu rát vàng nhá. Ôi giời ơi, trời chết rồi. Đây. Đây mình cũng lướt qua menu cho các bạn xem luôn nhá. Các bạn nhìn lướt. Lẩu này. Tí nữa nhà mình ăn thêm món lẩu nữa nhá. Trâu nhúng mẻ này. Lẩu đặc trưng của nhà em là lẩu trâu Tây Bắc anh nhá. Lẩu trâu Tây Bắc à? Chị em rất thích ăn lẩu trâu nhúng mẻ. Anh Cường ơi, có món lẩu trâu Tây Bắc và những cái món kiểu dạng như là nó lẩu theo kiểu truyền thống như lẩu riêu, lẩu riếc, anh thích ăn món nào? Anh làm món tàu Tây Bắc nhá. Tây Bắc thì mình vào đây thì mình làm Tây Bắc thôi chứ còn ai. Kiểu ăn cho lạ lạ đi. Cho anh một nồi 495 nhá. À, nhà em hiện tại bây giờ chỉ bán nồi 395 thôi anh ạ. À thế à? Thêm thì mình gọi thêm các món nướng thêm thôi ạ. Ờ, ok này. Tại vì cái liều lượng của cái nồi này rất là nhiều ấy. Rồi, nói đến trâu rát vàng đi. Cái đấy thì nhà mình bán như thế nào đấy hả em? Nhà em sẽ có hai cái liều lượng là một là 400g và hai miếng là 800g. 400g là giá 990.000. Ừ. Cho anh hai miếng đấy đi. Cho anh hai miếng 400g à? Là 800g. Ừ, cho anh hai miếng đấy đi. Món gì đấy nhỉ? Giới thiệu cho anh thêm một vài món đi. Vì đến đây thì anh cũng chỉ có 7 người đúng không anh? Dạ vâng. Thì mình sẽ gọi từ những món khai vị này, cho đến các món xào này và các món đặc trưng ở bên em bên đây. Dạ có món trâu cháy tỏi, trâu cháy tiêu xanh, hoặc trâu lướng bản đá, đây là trâu lướng tảng là cuốn với lá lốt ạ. Đây là trâu cháy tiêu xanh đây anh này. Thế cho anh cả trâu cháy tiêu xanh đi. Dạ vâng ạ. Trâu cháy tiêu xanh ăn ngon anh. Dạ, dạ vâng. Một trâu cháy tiêu xanh. Trâu cháy tiêu xanh này, ba món này này. Còn thêm các món sách, sách xào bên em là khách rất là thích ạ. Sách xào. Sách trâu xào khế hoặc xào dứa. Xào khế ăn nó chua chua tí nhỉ, cho nó đỡ ngấy nhỉ. Sách nó sẽ rất là giòn và mềm anh ạ, không bị dai đâu ạ. Cho anh sách trâu xào khế nữa đi. Dạ vâng. Nhá. Dạ. Ừ. Bốn món đấy chắc là đủ rồi anh. Dạ vâng, tại vì cái liều lượng của một cái trâu lướng rát vàng ạ, trâu rát vàng ấy rất là nhiều. Thế nên mọi người cứ ăn hết xong mình gọi sau. Thế phải dâu mình gọi nhiều nó sẽ bị dai đấy ạ. Dạ. Ok ok. Dạ vâng. Thì em sẽ lên các món này trước cho mình nhá. Okay. Nhà mình uống gì anh nhỉ? Uống á? Uống ai uống bia? Nhà em có các loại rượu. Nhà em có món rượu mới là rượu cốm đấy ạ. Chị em cũng rất là thích và uống rất là êm. Thử rượu cốm nhá. Thử rượu cốm nhá. Dạ vâng. Cái món gì mới luôn. Anh bảo này, với cả hôm nay tiện thì anh quay luôn ấy. Thì anh có thể anh vào anh quay một vài cái mình làm món được không? Dạ vâng, để em cho em hỏi bếp đấy. Ok ok, hỏi giúp anh nhá. Đấy thì mình hôm nay thì buổi đi ăn ngẫu nhiên thôi. Thì không biết là có được hay không thì chờ. Nếu mà được thì mình sẽ quay thêm một chút cái cảnh đấy để cho các bạn xem. Anh ơi, trong lúc chờ đợi mình có muốn thử món trâu góc bếp bên em không ạ? Trâu góc bếp á? Dạ vâng. Mà mình cho bán à? Dạ vâng, em trực tiếp làm của lò bên đằng sau đây ạ. Dạ. Thế thì em cho anh cái món đấy thử đi. Dạ vâng. Dạ, anh ơi, anh cho em xin phép mình bát đá đựng rượu với rượu cốm bên em ạ. Đây là rượu gì của em? Rượu cốm. Đây là rượu cốm ạ. Cái vỏ này là bao tiền vỏ em nhỉ? Rượu cốm là 75.000. Đây là các bạn thì các bạn có rượu cốm nhà hàng. Thế nhưng mình thử mở nhé. Thử nào. Anh em cho em thử cái xem như nào thì xem tí em thử. Thôi thế thôi. Hôm nay là nó tiện đặc đặc nhỉ. Tôi đang làm mình rót ra để thử. Thơm lắm anh ạ. Thơm lắm. Màu này. Các bạn nhìn màu này. Hương cốm thơm lắm anh ạ. Ngửi ra ngay. Lên tí rượu mới. Dạ, lên tí rượu mới chờ. Mời các bạn nhá. Chúc mừng năm mới. Thơm nhỉ? Cái này có cả cốm dừa. Anh chào chị, anh mời chị vào trong quay ạ. À, ok, anh cảm ơn nhá. Chờ em đây tí nhá, em vào em quay mấy cảnh cho. Nhà mình ở đây rộng nhỉ em nhỉ? Dạ vâng. Mấy giờ thì khách vào đây đông hả? Dạ, khoảng 7 rưỡi 8 giờ ạ. Khách nhà em đến hơi muộn một chút. Hôm nay mình và các bạn đến đây thì hơi sớm. Dạ vâng. Lúc này rơi vào khoảng tầm 7 giờ kém. Đấy.
chào anh. Ờ, xin phép anh em nhá. Chào đây. Cái tỏi với lại một trái tiêu xanh với lại xanh nhá. Ôi, miếng xanh này dậy nhỉ? Thế là mới giòn ngon anh ạ. Xanh này là mình không tẩy tiếc thế anh nhỉ? À, không có tẩy đâu. Nhiều nhà hàng em thấy người ta cũng tẩy trắng đi nhỉ? À, nó có hai loại đúng không? Trắng nó không ngon. À, có hai loại nhưng mà cái này có tẩy được không? Tẩy được chứ đúng tẩy không? Được. Cái này có thể tẩy được bằng nước vui trong. Đấy, tẩy bằng đấy. Mình xanh đấy ăn không ngon xanh này. Vâng. Khế này mình lấy cũng khế ương ương rồi anh nhỉ? Vâng, khế xanh, quả ương với nhau. Vâng. Nói chung không ảnh hưởng nhiều đúng không anh? Vâng. Cái này nó phải xách này phải khế chua. À, khế chua thì mới hợp. Thế ngọt nào xách này mới ngọt nó ăn được. Vâng. Đây mình thái con chì anh nhỉ? Vâng. Thái con cờ. Con cờ, à đúng rồi. Chỉ thái nhỏ để thái cờ này. Đúng rồi. Thịt thì nó mềm mà ăn ngon. Cái món này nó phải làm thái như này. Còn món xào là phải thái kiểu khác. Ừ. Tiêu này mình nhập ở đâu đấy hả anh? Nhập ở tận trong Tây Nguyên. À. Ngoài mình có thấy trồng được mấy đâu. Mà không ngon, mà trong kia tiêu người ta ngon hơn mình. Vâng. Nhập ngoài tận này, trong gốc của nó. Ngoài này như nó không bán cái tiêu này đúng không? Vâng. Cái ớt chuông này ăn thì nó thơm, nó không cay. Ờ, ớt này ăn nhiều người thích này. Vâng. Thế ớt chuông này làm được nhiều món này. Đúng rồi, làm nhiều món. Vâng. Em ạ, nó là nội tạng con trâu mà. Chân thứ nhất là mình khử mùi, thứ hai là cho miếng xanh nó săn lại. Vâng. Đây anh phi tỏi thơm này. Đây là nước sốt anh chuẩn bị sẵn. Vâng. Nước sốt của nhà hàng làm thế cho nhanh anh ạ. Đấy là nhanh, khi khách nó vào đông là mình phải làm như này thì nó mới kịp tiến độ được. Vâng. Dầu răm, hành răm với cả ớt xào. Sách này là phải xào lửa to, xào nhanh. To là ăn nó sẽ bị dai. Vâng. Rồi. Đấy, xong rồi anh. Xong rồi. Xong một món của mình rồi đấy. Tí nữa trâu rát vàng thì có làm ở đây không hả anh? Làm ở ngoài em ạ. Chỗ lò nướng ở kia. Trong này là các món xào nấu thôi. Còn bếp nướng nha anh ở ngoài kia. Anh bếp trưởng đây hả anh? Ừ, anh bếp trưởng ở đây. Làm món trâu cháy tiêu xanh nhá. Vâng. Đây nước sốt. Anh cũng pha chuẩn bị sẵn rồi. Em thấy các nhà hàng toàn phải chuẩn bị sẵn hết như này trước anh nhá. Rồi. Ta làm cái bao giờ mà trộn nước sốt thì không kịp. Làm này thì mình làm nó đều 10 đĩa thì như một. Vâng. Thịt trâu này chắc mình chỉ đảo tới thôi đúng không anh? Chín tới đấy em ạ. Quá lửa nó sẽ bị chai. Đảo chín tới ăn nó vừa mềm nó vừa ngọt. Như cái này là anh thốc hết lửa lên à? Đúng rồi. Cái bản gang này là anh đang nướng rồi đúng không? Đúng rồi, anh nướng qua lửa rồi. Thế món của em là còn mỗi trâu rát vàng. Trâu rát vàng đúng không? Một cái là lẩu càng khô. Vâng, thế em cảm ơn nhá. Em cảm ơn cả nhà nhá. Đấy, cũng chỉ quay được một ít thôi các bạn ạ. Nhưng mà thôi thì mình vào để cũng xem là người ta làm như thế nào. Ở đây thì người ta lại có cả chiếu, cái màn chiếu để cho mình xem bóng đá ấy. Nhà em sẽ có hai màn chiếu đấy ạ. À, cả màn đây để xem bên ngoài này à? Ừ. Bóng đá bóng đĩa có đông hơn không em? Dạ, hôm nay thì mới đất sóng đấy ạ. Mọi người đang ở quê. À. Sẽ không đông đâu. Ừ. Em
Ăn thôi, đang nóng này. Đổ vào đây cho nó mát các bạn ạ. Rượu thì nó cũng cần phải lạnh lạnh một tí uống nó mới ngon. Đây là rượu các bạn ạ. Đây là các bạn này. Rượu đây nhìn như sữa này. Nó có một cái xanh ngọc. Uống nó thơm lắm. Đây, anh em mình khai trương món mới đi. Ở đây thì người ta đã đem ra cho mình là 3 món rồi, tổng của mình gọi là 4 món. Anh ơi, ngon quá, khi mình ăn đi. Cái này, chị Liên ơi, cái này chị bỏ cho em ra góc kia để đỡ che các bạn. Em bỏ anh cái này đi. Đây, mình mời các bạn nhé, cùng trải nghiệm với cả mình. Đây, cái thịt trâu lúc mà ngày mới ra thì nó rất là mềm luôn các bạn này. Đấy mà nhìn nó vẫn còn hồng hồng ở bên trong ấy. Cái này là người ta chỉ làm tái thôi chứ người ta không làm nó chín hẳn đâu. Làm chín hẳn thì nó sẽ săn cái thịt trâu lại và nó sẽ cứng các bạn ạ. Oh, ok, mình mời các bạn nhé. Sao phải chấm cái này à? Mềm. Phải chấm cái tương với hợp. Mềm ngon quá nhỉ? Quán Đức Hoàng Đức Hàn Công chúng ta thì ngon Hoàng Đức và thay vào đó là cầu thủ là Phan Việt Anh sẽ đá thay vị trí của Quế Ngọc Hải. Còn ăn bên trong thì nó vẫn còn mọng nước các bạn ạ. Đấy, con gái mình cũng nhận ra cái đấy. Mà ăn rất là mềm. Sẽ đá trên Hàn Công. Gia vị nó vừa anh nhỉ? Chấm với cả tương này có mùi vị. Đúng rồi. Đây, ở đây người ta có cả tương bần để mình chấm. Thịt trâu thì chấm với cả tương bần thì nó rất là hợp. Ngon. Bò tiêu xanh thì anh cứ để bò tiêu xanh nhưng được ngon mềm. Chúc sức khỏe nha. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc mừng năm mới các bạn nhá. Chúc mừng năm mới. Bên thủ tính. Em rót cho anh chị em tí nhá. Uống được. Rượu thơm. Tranh thủ ăn cái này anh ạ. Nó đang nóng mà. Cho đi. Cho ăn cả tí tỏi này. Ăn tỏi nó thơm. Đây cái miếng này thì mình sẽ ăn tiêu này. Tiêu và ớt này. Đủ vị và ớt này. Tỏi này. Tiêu xanh là mình rất là thích ăn này. Đấy, tiêu xanh này ăn nó tươi các bạn, ăn vào thì nó hơi giòn giòn, cay. Mình nếu mà mình cắn cả cụm này thì là nó sẽ cay. Nhiều bạn có thể không ăn được thì mình chỉ cắn một vài hạt thôi. Đấy, cái này thì mình sẽ ăn trâu à. Lại cho ăn miếng hơi sao? Tỏi ăn nó bùi bùi nhỉ? Cho ăn được không? Chị Liên thấy bùi bùi không? Ăn tỏi á? Tỏi ăn ngon, dẻo. Tỏi thơm. Chị ăn à? Nếu mà chị ăn được tiêu chị ăn cả tiêu à? Ăn thơm lắm. Chị ăn cái tiêu thì hơi cứng. Cứng mất cay cay. Ăn tiêu vào nó nóng nó toát mồ hôi luôn các bạn ạ. Ăn làm món này nhỉ? Đây, món này. Mẹ gắp cho con nhỉ? Mời các bạn ăn sách xào kế với mình nhá. Malaysia và Singapore. Ngày hôm nay sẽ là hai trận đấu rất đáng chú ý mà chúng ta cần phải quan tâm. Ăn sách là giòn không bị dai các bạn ạ. Ngon lắm. Các bạn nghe nhá. Đây mình nhóm mic nhỉ. Ăn nó giòn dần sật luôn đấy. Cái sách này thì người ta xào tới. Thì nếu mà xào quá một tí thì nó sẽ bị dai các bạn ạ. Ăn nó không ngon. Đây cái này thì mình sẽ ăn sách này, ăn với cả chấm với cả tương bần. Ở đây để cho anh ăn nốt miếng này xong anh ăn thử này. Chấm ngập luôn các bạn ạ. Ngon. Châu xé ở đây.
Cái này là chẩm chéo sao không nhỉ? Chẩm chéo. Trứng kiến. Trứng kiến à? Trứng kiến cuốn. Đây chẩm cái này trước này, xong rồi chấm vào. Đây như là nguyên cả con kiến hay sao nhỉ? Trứng kiến chắc là cả kiến. Trứng cả kiến. Thì hỏi. Em ơi, cho nhiều đi. Dạ. Dạ anh ơi, cái chấm này gọi là gì đấy? Dạ, đây là mối trứng kiến anh ạ. Trứng kiến à? Dạ, nhưng mà rồi. Anh bảo này, anh thấy hình như là có cả con kiến hay sao? Dạ đúng rồi đấy anh ạ. À, nguyên cả con kiến luôn các bạn. Kiến này là kiến gì đấy? Dạ có ạ. Kiến này có nguồn gốc gì không anh? Thực ra thì dạ. hỏi em thấy chắc hơi khó nhỉ? Ừ. Nhưng mà nếu mà người ta làm ra cái món này thì mình nghĩ là người ta cũng đã phải có cái sự nghiên cứu để nó ra cái món chấm này. Nhưng mà ăn công nhận là ăn nó giòn giòn các bạn ạ. Cảm giác ăn nó như ruốc, nó lại hơi chua chua một tí này. Hơi chua chua một tí mà có cái đậm đậm của muối. Cái hạt muối nguyên ấy, cảm giác như thế à. Trong này có cả ớt khô, ăn hay nhỉ? Anh cảm ơn nhá. Dạ vâng. Rồi chấm cái này, chấm cái này. Chấm này xong rồi chấm cái kia. Không, em thấy cái này đủ vị nào mà. Nó giống đóng vai trò giống chẩm chéo ấy. Đây các bạn nhìn nó như kiểu là ruốc đúng không? Lúc đầu mình cứ nghĩ là trứng kiến không, nhưng mà nhìn kỹ ra là có cả con kiến luôn đấy các bạn. Hay nhỉ? Ăn ngon không? Thì trâu này ăn nó không bị khô à nhỉ? Anh ăn chưa? Anh ăn thử. Trứng kiến thì phải ăn lại xem nào. Lấy không có cảm giác nào. Đây là đội chất lượng của Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đã có những người tốt nhất cũng như là Đặng Văn Lâm. Các trung vệ là Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng. Thì trâu này ăn nó mềm. Nó không bị ấy. Đây là trâu khô như thế này. Trâu khô các bếp. Trâu khô các bếp thì nếu mà không ngon ấy hoặc là làm ấy là nó sẽ bị khô. Nhưng mà cái này ăn nó kiểu vẫn có cái độ mềm, vẫn có nước, cảm giác như là hơi có nước ở bên trong. Ăn nó cũng dẻo dẻo, dai dai. Ngon không? Mình thấy cái đặc biệt của cái trâu ở đây là người ta chấm với cả cái gia vị kiến này. Ăn nó rất là đặc biệt luôn. Nó ngon nhỉ? Kiểu nó mặn, nó không mặn lắm đâu mà nó hơi đậm đậm của muối, hạt muối đó. Có thể em gọi luôn đấy nhá, gọi luôn trâu giạt bảng nhá. Em ơi cho anh hỏi cái. Em ơi, đây bây giờ thì mình ăn cũng hòm hòm xong bắt đầu mình sẽ gọi luôn trâu giạt bảng của anh thì bao giờ làm? Em đang chuẩn bị làm cho anh đây rồi. Làm bên kia luôn đúng không? Dạ vâng ạ. À. Anh ra ngó ngay nhá. Bên này mình làm dát vàng đấy hả anh? Ừ, anh đang làm món trâu dát vàng. À, thế là cái món dát vàng mình làm riêng một bên này chứ mình không làm chung với cả trong kia. Nhưng mình có khu vực nướng cái món trâu dát vàng này riêng em ạ. Vâng. Ui, miếng sườn thì ngon thế. Đây, hai miếng của em đây đúng không anh? Đây, hai miếng đang làm đấy. Vâng, hai miếng này mỗi miếng là 900 đấy các bạn, hơn 900 đấy. Thơm thế, mùi như kiểu cái hương vị như kiểu của Tây Bắc hay nhỉ? Nó có lá thơm ở trong đấy. Vâng. Thơm. Ừ, nó là vị khác linh tinh. Vâng, thơm thế. Cây trắng trắng ở đây là cái gì cả? Lá thơm. À, lá thơm à? Còn lá đấy vào nó mới thơm chứ. Vâng, cái này là nhà hàng đã làm hết sốt rồi. Cái này mình tẩm ướp bao lâu rồi anh? Tầm 15 phút. Bắt đầu bấm gia vị rồi bắt đầu mình nướng được. Vâng. Chưa ngấm thì chưa nướng được. Vâng. Đấy, để co nhìn đẹp thế. Đây, tí nữa là chỉ việc để cái miếng sườn vào đây thôi anh nhỉ? Xong anh mang ra tới bàn cho em, anh thái cho em. Vâng. Đây là cái lò nướng hả anh? Vâng, đây là lò nướng anh ạ. Vâng. Ui, cái lò nhìn đẹp nhỉ? Đây mình nướng than anh nhỉ? Đây là nướng than hoa anh ạ. Vâng. Đây, cho em ngó nghiêng tí nhá. Vâng, hành tự nhiên. Vâng. Mình nướng như thế này thì nướng nào anh? Mình nướng này nướng để cho nó chín hai cái mặt đấy. Để cho nó làm sao mà nó vẫn ở trong này nó chín tới, chứ không được chín hạt. Vâng, thế là một mẻ này thì có lâu không ạ? Mẻ này chắc là tầm khoảng 5 phút đấy. Đấy, nướng này thì nhanh. Vâng, nướng này nhanh. Ok, cái lò này của anh hình như nó có cả cái đồng hồ áp suất hay sao, đồng hồ nhiệt hay sao đúng không anh? Có nhỉ, có đồng hồ nhiệt để biết được nhiệt độ để nướng ấy. Vâng. Đấy, hôm nay thì mình gọi hai cái sườn này ăn luôn là ăn kiểu chơi hai cái đĩa kia thôi. Sau đấy thì ăn sang cái sườn này là cả nhà ăn là vừa.
Trong cái trường hợp nào thì cái lò này mình đóng nắp lại hả anh? Trong trường hợp là mình muốn giữ nhiệt để cho cái bò nó chín thì mình sẽ đóng nắp à. Nhà món này của em chắc không cần đúng không? Món này tẹo là em cũng vẫn phải đóng nắp à. Vẫn phải đóng một lúc à? Vâng. Chắc đóng nắp thì lúc đấy là anh phải giảm nhiệt đi như nào đấy đúng không? Đóng nắp là tự nhiệt nó sẽ giảm. À nó không cháy được nữa à? Đúng rồi. Cái lò này nó kín nhỉ? Vâng. Cái lò này là lò chuyên để mình nướng steak. Vâng. Một không rồi, một không phút thứ 8, thế trận này có vẻ 4-0. Ấy, sắp được chưa anh? Này chắc tầm còn 2 phút nữa nhỉ. À thế à? Vâng. Thế là theo kinh nghiệm là mình nhấy theo thời gian hay là mình nhìn màu hay là như nào anh? Cái này là theo kinh nghiệm và nhìn cái màu, biết được thịt đang chín ở mức độ như nào. Vâng. Ở đây cái không gian người ta set up nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Kiểu nó vừa mang cái hơi hướng hiện đại nhưng mà vừa kiểu như là cũng thôn quê ấy. Cái này thì nó phải có độ chín tới. Vâng. Nó có độ mềm, độ ngọt của trâu được. Thế mình nướng là mức là... chín quá thì nó là mình nướng ở chế độ medium. Vâng. Medium là chín 70-30. Là bên trong là nó vẫn còn hồng. Cũng là chín nhiệt rồi nhưng mà nó hồng. Vâng. Cái này mình có phải căn nhiệt nó ở bao nhiêu không anh? Có ạ. Khi vào nướng thì là nó là steak. Steak vâng. Thì nó là trên 300 độ. Cái này thì mình chỉ để 200 à? Đây còn 200 cái này là nướng BBQ. Cái này em vừa mở ra nên mất nhiệt. Vâng. Còn nướng BBQ thì là nó rơi vào 150 cho đến 250. À, trên này là có hướng dẫn luôn anh nhỉ? Vâng. Hướng dẫn từng cái mức là nướng cái gì luôn. Mức độ chín ấy. Ấy. Lần này chắc được rồi này. Có okay. Vẻ hơi mềm anh nhỉ? Này phải kinh nghiệm lắm anh nhỉ, chứ quá một tí thì lại thành dở ngay. Quá một tí là nó veo chín veo đạn mất thì là nó sẽ trâu, nó sẽ không có độ ngọt. Vâng, nó sẽ à, được dai. Rồi đi anh à. Rất vàng em ơi. Đấy, bây giờ mình quay luôn cái cảnh ấy rất vàng luôn các bạn. Vàng này là bao nhiêu ca đấy hả anh? Vàng này là vàng 24K. Vâng. Vàng 24K gà Dubai. À. Đây, hôm nay lần đầu tiên được xem cái cảnh dát vàng trực tiếp lên cái miếng thịt. Mọi lần là mình chỉ được nhìn nó lúc mà đã hoàn thiện cái sản phẩm đấy thôi. Cái vàng trông như này thôi các bạn ạ, nhưng mà nó siêu siêu mỏng. Thế nên là nhiều người thì hỏi là ăn vàng, ăn kim loại vào thì có vấn đề gì không. Nhưng mà cái này nó quá mỏng luôn các bạn. Vàng gần là vàng ăn được. Vâng. Và nó tan ngay, nó cũng không kiểu như là bị lên oxy hóa thì như đúng các rồi. Cái kim loại khác. Bọc hết cái này chắc phải mất chục miếng vàng đấy anh nhỉ? Mất khoảng 6 miếng. 6 miếng à? Em thấy mất 2 miếng rồi đấy. 3. Ừ. Mình có giáp cả hai mặt không anh? Hay chỉ một mặt thôi? Không, này giáp một mặt đấy. À, đúng rồi. Thế thì 6 miếng anh nói là chuẩn rồi. Em tưởng là hai mặt. Bọc như này thì nó có giữ được nhiệt anh nhỉ? Về cái tác dụng giữ được. Đúng, 6 miếng thật nhỉ? Miếng này mình thấy 6 đấy. Thế rồi. Bọc cả phần đấy luôn hả anh? Đấy, bám luôn. Và
Cái này là mình cắt luôn hay như nào hả anh? Cái này là mang ra bảo em sẽ cắt tại bàn. À thế ạ, vâng. Đấy, mình còn miếng nữa các bạn ạ. Đấy, chín luôn rồi. Khách đến đây ăn có thể ăn một miếng và hai miếng. Vâng. Như anh hôm nay là anh đặt hai miếng thì em sẽ ráp cho anh hai miếng. Hoặc là em gọi cái miếng bún lạng này là bé nhất đấy đúng không anh? Đây là trung bình một miếng là bún lạng. Vâng. Cái rát vàng vào Việt Nam này là xuất phát từ đâu anh nhỉ? Này là xuất phát từ Dubai. Vẫn là từ bên Dubai. Dubai. Công nhận Dubai phát triển cái gì nó đi trước nhỉ? Món ăn thượng lưu ấy. Vâng. Nhưng em có cảm giác rằng bây giờ cái món này nó cũng kiểu nó phổ thông, nó không còn đắt như ngày xưa anh nhỉ? Ngày xưa cứ nói rát vàng thì thấy nó cũng rất là mắc tiền. Như một miếng này mình mua là hơn 900. Và nó thể hiện sự đẳng cấp. Vâng. Tinh túy của món ăn. Hôm nay thì hai cái miếng này thì con gái thích lắm rồi. Bình thường thì anh đem ra tại bàn, hôm nay em đến ăn em cũng muốn cắt luôn tại đây. Vâng, thì anh cắt luôn đi, cho em quay luôn để không phải ấy đâu. Chắc là đem ra tại bàn để cho khách biết đấy thôi đúng không anh? Vâng. Cái miếng này nó nhiều thịt, cái thịt sườn này ăn thì ngon, mềm các bạn ạ. Đấy, miếng thịt cắt ra nó phải không được chín. Vâng. Phải còn cái độ hồng. Vâng. Bên trong các bạn nhìn ngon không? Ấy, hồng hồng này ăn mới ngon này. Cái này nó còn chín bằng nhiệt ép đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Đây, chín cái kiểu này thì là bên trong nó mọng nước các bạn nhé. Đấy. Anh ấy cắt ra kìa, đầy nước luôn. Ê. Đấy nhá, con gái nhá, hôm nay ăn trâu rát vàng rồi nhá. Con gái cả của mình thích ăn rát vàng lắm các bạn ạ. Cứ bảo ở nhà là em ăn rồi, hôm nào bố cho con đi ăn trâu rát vàng. Công chúa của mình đấy. Đi, bố con mình ra đây đi, chú làm xong rồi con ạ. Đây rồi, ra rồi. Góc trái màn hình của mình lúc này là danh sách những cầu thủ đã ghi bàn ở AFF Cup 2022. Đây vừa ăn trâu vừa xem bóng đá Việt Nam. Trâu rất vàng. Rồi anh xin nhá. Đây, ra rồi các bạn ơi. Đây con gái ơi, đưa đứa bát đây bố lấy cho nào. Thịt trâu rát vàng. Đây, hôm nay cho con gái bố gọi là tỏa niềm mong ước nhá. Đây này, của con này. Trang ơi, ăn trâu rát vàng này, hôm trước mới được ăn bò rát vàng thôi. Hôm nay trâu rát vàng này. Giải đây à? Ờ, thôi là giải đây nè. Đây là nước đi kèm. Nào thì con gái đưa bát đây bố ấy rót vào tí nhá. Nào. Đấy. Công nhận con gái hơi bị tinh tường ấy. Khá chính xác của Đặng Văn Lâm cho vấn tài. Nào ăn luôn đi cả nhà ơi. Đây. Đâu chủ tịch cho rồi, bát của chủ tịch cho rồi. Đây của con gái bố này. Rồi, mời các bạn nhá. Làm thử món
Đây, anh Tuấn Chí Liên nhá. Mời các bạn nhá. Đây. Hôm trước thì mình ăn bò rát vàng nhưng hôm nay là trâu. Mình được đi đúng với lộ trình. Chúng ta đã đặt vé máy bay. Đây cái thịt trâu này các bạn này. Nhìn người ta nướng này bên trong vẫn còn đỏ đỏ này. Nhưng mà không còn một tí máu nào. Như này ăn nó sẽ rất là ngon luôn các bạn này. Cái này là nó bị ép nhiệt vào bên trong và nó chín bằng nhiệt. Ngon. Ngon không? Rồi mời các bạn nhé. Ăn thì nó ngọt lắm. Ăn thì nó ngọt lắm các bạn ạ. Chị ăn thì có thấy là kiểu nó hơi có mùi muối kiểu dạng như là dạng hạt ấy. Nó không răm răm của muối nhưng mà như kiểu là các cái hạt muối nó thấm 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 vào đây. Chứ nó không băng da của thủ môn Tung Nalu. Nói văn hông. Vẫn là văn hông. Rất tự tin ăn không ngon. Bên trong cái miếng thịt đấy nó lại có một tí gân. Nhưng gân nó không bị cứng kiểu nó hơi rắt rắt vào các bạn ạ. Ăn nó béo. Ngon nè. Anh ơi. Quán quyết. Cho anh xin tí rượu anh. Ngon nhỉ. Để cái này thì vàng thì nó không đóng vai trò gì trong vấn đề làm cho cái miếng ăn của mình nó ngon hơn. Nhưng mà nó chỉ mang tính chất là kiểu nó sang trọng, nó đẳng cấp hơn thôi. Trang trí thôi, chứ còn không như ngày xưa. Ê cả nhà ơi, 1, 2, 3, rồi. Anh rằng của em ấy. Cái thịt trâu này thì cái của nó sẽ hơi dai. Mình sẽ không phải chấm thêm cái gì các bạn ạ. Mà mình ăn này mình đã thấy cái miếng thịt trâu này nó ngon rồi. Đậm đà, nó đậm nó ngon rồi. Ngon. Đây là sườn hay sườn đúng không? Sườn thì sườn, rẻ sườn đúng không? Mùi hoa thế này. Để em. Để trong chứa. Thịt trâu này là người ta đã tẩm ướp nó ngấm ấy. Ăn vào nó đậm vị từ ngoài vào trong rồi. Tẩm ướp rồi, không biết đâu rồi mới là di chuyển để cho con lòng. Quay tây giá này. Đây là kèm là khoai tây các bạn ạ, khoai tây chiên. Một miếng rất là to này. Cái này là kiểu người ta luộc rồi, xong bắt đầu người ta chiên qua. Lướt qua. Ăn bên trong thì ăn nó mềm. Người ta chỉ chiên lướt qua thôi các bạn ạ. Ăn kèm cái này để cho nó mát. Ngon. Ăn không ngon, không còn chấm đâu. Chấm vào nó bị mất vị bởi vì người ta đã tẩm ướp vừa đủ rồi. Đó. Trong này là có cả mắc khén các bạn ạ. Trong này mắc khén này. Đậm muối này. Trong này trận đấu đang sôi bánh. À, lúc ăn vào nó thêm cái mềm đúng không? Mềm, da nó hơi dai dai, bên trong đẫm nước. Con gái mình nhận xét đây các bạn ạ. Rồi, anh xin. Em bỏ mấy cái, em bỏ. Tuy nhiên rất may là chúng ta vẫn chưa phải là thua nào. Cái này là lòng, lòng đầu lòng non, lòng gan đúng không? Đây miếng gan này. Đây là gan, phổi, 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 đây là phổi, mềm này. Gan bỏ. Đây là gì đây? Cái tim. Ừ, như là tim. Sách này. Sách này. Đây cũng là lòng, lòng trâu. Lòng lòng. Đây là cái quả bì rồi. Mình da rồi, da dày nhỉ. Đây là cũng phải là cái gì nhỉ? À, cái gì gọi mó. Bó trâu. Đây là thịt trâu này. Thịt trâu này. Cũng khá là nhiều đây đúng không? Xôi này là ăn được rồi đấy nhở? Bởi vì người ta đã làm chín rồi mà. Thôi anh em mình ăn đi. Thôi chúc mừng món mới một cái nhá. Cả nhà ơi. Yo. Mời các bạn nhá.
Đây, cả nhà ăn trước xong bao giờ mình cho rau vào sau nhá. Là một miếng tiết này, tiết trâu, miếng da trâu này. Có trâu không phải trâu đâu. Anh nhà mình đây là gan đấy, gan cái này người ta ninh mềm rồi anh ạ. Cái miếng ngò đấy ăn nó cũng mềm rồi. Cho tí nước vào cho nó ngon. Đây mời các bạn nhé. Đây là mình ăn miếng tiết này. Tất cả đây là người ta làm chín hết rồi. Tiết ăn ngon lắm các bạn ạ. Tiết ăn ngon lắm, ăn nó tan ra. Nhìn đặc này thôi nhưng mà khi cắn vào nó tan luôn, rất là ngon luôn. Tiết ngon lắm anh ạ, anh thử ăn miếng tiết này xem. Ăn nó không bị hôi, không bị hôi như kiểu tiết bò. Em thử nước ở linh tử, tất cả này linh tử hết rồi mà không được. Nói là cái lẩu trâu Tây Bắc nhưng mà người ta làm nó cũng cái hương vị nó cũng đã phù hợp. Người ta làm nó cũng phù hợp với cả người Bắc mình. Ăn ngon. Nước này bạn. Nước này là người ta làm nước xương rồi. Ăn nó ngọt, nó không bị bớ bớ. Ngon. Thôi đây ạ. Ăn ngon lắm. Có múc ít nước mà. Đây con gái ơi, múc cho ít nước này. Đây em ơi, chờ đây múc nước cho xong bắt đầu gắp và ăn cùng với cả nước. Ngon. Đây này. Chính anh là người đang em ơi. Con này, đây múc nước. Đây múc cho. Chị Liên. Ăn tiết ngon lắm, tiết nó tan mà. Của lưu khách xưa mà hướng về khu thành của chúng mình đang đây, mình cứ làm một xúc như thế này cho nó dễ. Mời các bạn. Đó. Không dai. Vâng. Thơm. Em thấy ăn không này ngon hơn là chấm với cả tương. Đủ rồi. Chấm tương thì món này nó lại nó đủ vị rồi, là mình không nên chấm tương. Chấm tương là nó mất cái vị không của mình, mất cái vị này. Ngon. Cái miếng vừa rồi thì hơi dai dai. Nó là nhiều gân các bạn ạ, nhưng mà gân này người ta cũng ninh rồi. Không dai lắm đâu, ăn cũng ngon. Ngon. Mình thấy là ăn lẩu này nó ăn rất là dễ chịu luôn các bạn ạ. Mình nhớ có mấy lần là mình ăn kiểu lẩu Tây Bắc các thứ, nhưng mà cái hương vị của nó người ta không lấy nhiều nước xương ấy. Đã ăn nó không được ngọt như này mà ăn được rất nhiều là mình không hợp vị lắm. Nhưng ở đây thì cũng có cái cảm giác là người ta cũng đã chế biến để làm sao cho nó phù hợp với cả người Bắc mình ấy. Để ăn nó rất là dễ chịu. Và đặc biệt là những cái món thịt trâu ở đây này thì mình thấy là người ta cũng ninh ở mức nó không còn bị dai các bạn. Kể cả những cái món nó khó ăn nhất mà mình cảm thấy dai nhất đấy là cái món da ấy, thì ăn nó cũng mềm rồi. Đấy, người ta làm sẵn cho mình ăn nó cũng cảm thấy yeah. Em ăn rồi, ăn nó giòn giòn. Đấy thì có lẽ là mình sẽ xin phép là mình dừng clip ở đây để cả nhà mình tiếp tục ăn nốt cái chỗ này, đồng thời là cũng xem bóng đá ở thứ hai nữa. Hôm nay thì cũng đưa các bạn đến đây để mình cũng muốn chia sẻ lại một buổi tất niên của nhà mình. Đấy thì bạn nào mà thích ăn thịt trâu các bạn cũng có thể là đến đây cũng được. Theo quan điểm của mình là mình nhà quán trâu ở đây là một số quán kiểu to nhất trong khu vực Hai Bà Trưng này. Cái thứ hai
về không gian để co, người ta để co nó mình cũng cảm giác là ngồi đây nó cũng cảm thấy nó thoải mái, không gian nó cũng dễ chịu. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhá.